bàn tay hằn bao vết thương. Ngày qua có biết bao sai lầm của đi đời ta, rồi ngày mai hòa chung với gió bao ngang trái có tìm lại những thứ rơi trá trong lòng. Cơn mê sẽ chiếm linh hồn ta, nhìn lại đi còn đó không đi. Dạ, con chào chú. Chào cháu. Cháu là... Dạ, con là Hạ My. Con muốn nói chuyện với chú và anh Hoàng Vũ, con trai của chú, nếu như mà chú không thấy phiền. Được, cháu ngồi đi. Dạ. Chờ lâu không? Ngồi đi. Sao? Có manh mối gì không? Nè, đây là tạp chí chuyên về vũ khí hả? Có vẻ nó giới thiệu về các loại súng bắn tỉa thì phải. Chính xác. Nhưng mà tại sao cô ta lại quan tâm tới súng bắn tỉa? Alo. Anh Quân, em đã tìm được tài khoản Facebook cá nhân của Jenny Kim rồi. Vậy hả? Vậy thì về phòng của sếp ngay đi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Dạ. Đã tìm ra tài khoản Facebook cá nhân của Jenny Kim rồi. Đi. Sự việc có đúng như cháu nói không? Dạ hoàn toàn đúng thưa chú. Chính mắt con đã nhìn thấy. Và nguy hiểm hơn nữa là anh ấy đã rủ rê và lôi kéo Tùng Lâm vào những cuộc ăn chơi chết người đó. Tùng Lâm? Tùng Lâm là ai vậy? Dạ, Tùng Lâm là bạn học của con và là con trai của kỹ sư Tùng, đang làm ở công ty của chú á. Chú nhớ ra rồi. Hình như nó có tới nhà chú chơi với thằng Vũ một vài lần. À, kỹ sư Tùng đã biết chuyện này chưa? Dạ, chú ấy đã biết về tình trạng của Tùng Lâm rồi, nhưng chưa biết người rủ rê lôi kéo lại chính là anh Vũ, con trai của chú. Cháu cũng không cần phải nói cho kỹ sư Tùng biết chuyện này, cứ để chú giải quyết mọi chuyện đã. Cũng tại mẹ nó quá nuông chiều nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Chú thì tối mắt tối mũi vào công việc, rồi điều hành cả một công ty lớn, chắc cháu cũng đã biết. Dạ, tuy là con còn nhỏ, chưa hiểu lắm về kinh doanh, nhưng mà con cũng biết làm lãnh đạo một công ty lớn như chú thì sẽ rất bận rộn. Dù là vậy, con cũng mong là chú sẽ dành thêm nhiều thời gian để bảo ban cho anh Vũ và cố gắng kéo anh ấy ra khỏi vũng bùn mà anh ấy đang sa vào. Chú biết rồi.
Chú sẽ nói với vợ chú để bàn cách giáo dục lại Vũ. Cảm ơn cháu đã tới đây báo cho chú biết sự việc. Chú nói vậy là con yên tâm rồi. Ừ. Dạ, thưa chú con về. À. Dạ. Dạ, con chào chú. Chào cháu. À, cháu là một cô gái rất ngoan và xinh đẹp. Dạ, con cảm ơn chú. Con xin phép chú. Star Tết này được đăng cách đây đúng 2 tuần, có nghĩa là đúng hôm nạn nhân bay sang Việt Nam. Đây cũng là status gần nhất của cô ta ở trên trang cá nhân. Chỉ tính cách năng động của một cô gái cá tính giống như Jenny Kim, chẳng lẽ suốt thời gian cô ta sang Việt Nam cho tới khi cô ấy bị giết, cô ta không đăng tải một dòng trạng thái nào sao? Thật là khó hiểu. Điều này cũng bình thường thôi. Dù cá tính đến mấy, đôi khi con người ta cũng có những khoảng thời gian tĩnh lặng cho riêng mình. Cậu kéo xuống dưới tiếp đi, tôi muốn xem thêm những trạng thái mà nạn nhân đã đăng tải từ trước đó. Khoan đã, dừng lại ở hình này. Hình như bức hình này được chụp tại một trường bắn quân dụng ở bên đó. Có vẻ cô gái này không chỉ quan tâm mà còn biết sử dụng thành thạo vũ khí nữa. Và đặc biệt là súng bắn tỉa, loại vũ khí thường được dùng trong những vụ ám sát ở tầm xa. Việc này có liên hệ thế nào tới vụ án mạng thì vẫn còn là một ẩn số mà chúng ta cần phải đi tìm lời giải. Trước mắt cần phải đọc tất cả status mà Jenny Kim đăng tải trong thời gian gần đây, xem tất cả ảnh trong các album và tìm hiểu về tất cả các mối quan hệ trên trang cá nhân, xem trong danh sách bạn bè của cô ta có ai khả nghi không. Tôi giao cho Nghĩa đảm nhận việc này. Rõ. Còn Hải và Quân tiếp tục bám sát và tìm hiểu các hoạt động của Tứ Hổ, xem có phát hiện được manh mối gì không. Tôi sẽ tăng cường thêm trinh sát trẻ để hỗ trợ cho các cậu. Rõ. Rõ thưa sếp. Alo anh nghe. Thưa anh, lão ta vừa xuống sân bay. Tiếp tục theo dõi hắn ta. Dạ. Sự việc có đúng như cháu nói không? Dạ hoàn toàn đúng thưa chú. Chính mắt con đã nhìn thấy. Và nguy hiểm hơn nữa là anh ấy đã rủ rê và lôi kéo Tùng Lâm vào những cuộc ăn chơi chết người đó. Ở đâu mà không chịu nghe máy chứ.
ơi, con có trong phòng không? Vũ, anh hôm nay có chuyện gì mà anh gọi em về sớm vậy? Còn mình đã về nhà chưa anh? Nó không có ở nhà, anh gọi hoài mà không được. Cái thằng này, để em gọi nó xem sao. Thôi khỏi đi, qua đây nói chuyện chút. Em có biết rằng em đã quá chiều chuộng nó không? Em đang làm hư hỏng con của mình đó. Anh vừa nói cái gì? Em là mẹ của nó, không lẽ em không được quyền chiều con mình hay sao? Sao anh có thể nói em như vậy được? Nhưng mà nó đang chơi bời xa đọa kia kìa, em có biết không? Anh đã chẳng bao giờ quan tâm tới nó, bây giờ em muốn bù đắp cho nó một chút cũng không được hay sao? Thằng bé đang tuổi ăn tuổi chơi, hãy để cho nó sống đúng lứa tuổi của mình. Em không muốn nó thiệt thòi như mẹ của nó, phải hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình. Em muốn cưng chiều nó sao cũng được, không ai ngăn cản em hết. Nhưng đừng để cho nó phá hỏng thanh danh của anh. Anh thì lúc nào cũng chỉ lo đến thanh danh của mình. Em chỉ hỏi anh, thằng Vũ nó đã làm cái gì mà để anh nói nó ảnh hưởng tới thanh danh của anh? Ở cái tuổi của nó, dù có cặp kè trai gái một chút ít cũng chẳng là vấn đề gì. Làm gì mà đến nỗi anh gắn cho nó một cái mác sa đọa? Nó có quan hệ với bao nhiêu cô gái thì cũng chẳng bằng cái người mà nó gọi bằng ba đâu. Em thôi đi. Giả sử có chuyện đó đi chăng nữa thì anh đã phải sống như vậy là vì ai chứ? Lẽ ra em là người hiểu rõ nhất. Bao nhiêu năm nay, thử hỏi em đã ngủ được với chồng mình mấy lần? Anh phải cắn răng chịu nhục cũng chỉ vì giữ cho thanh danh gia đình mình mà thôi. Còn em vừa hỏi anh rằng thằng Vũ đã làm gì để ảnh hưởng tới thanh danh của anh, vậy thì anh nói cho em biết, có người đã nhìn thấy nó thoát loạn ma túy suốt đêm kìa. Em đã đem mặt chưa? Hả? Anh vừa nói cái gì? Em không nghe nhầm đâu. Chiều nay có con bé mò tới tận văn phòng làm việc của anh kìa, để khoe thành tích của thằng Vũ. Em liệu mà giáo dục con đi, đừng để thanh danh mà anh đã mất bao nhiêu công sức đã gây dựng nên bây giờ đổ sông đổ biển hết. Thank you.
Alo anh nghe. Ông ta đã về tới nhà rồi. Được, tiếp tục theo dõi hắn ta. Dạ. Anh nghe đây. Dạ, anh hai. Lão ta đã quay trở về thành phố rồi. Em đang trên đường tới gặp lão ta đi. Người của ta đã tìm được nơi của mẹ lão ở.
nếu lão ta cứ tiếp tục cứng đầu, đem mẹ của lão ra mà xử. Dạ, chưa cần tới biện pháp đó đâu. Em đã có cách khác bắt lão ta phải khai ra. Thôi được, tùy chú xử lý, anh chờ tin của chú. Dạ. Lão ta còn trong đó không? Dạ còn. Đứng đây đợi anh đi. Dạ. Cậu ơi, cậu kiếm ai vậy? À, chào bà. Tôi tới tìm ông Phạm, nhưng nãy giờ bấm chuông không thấy ai mở cửa. À, chắc ông chủ mới về mệt á, nghỉ trong phòng nên không nghe bấm chuông. Dạ, mời cậu vô. Cảm ơn bà. Cảm ơn. Dạ, để tôi đi pha nước. À, thôi khỏi. À, phòng ổn ở đâu? Để tôi vô. À, cậu ơi, cậu ngồi đây đợi đi, để tôi lên tôi gọi ông chủ dậy đã rồi mời cậu lên sau. Cũng được, làm phiền bà. Dạ. Ông chủ ơi. Ông chủ ơi. Có chuyện gì vậy? Cậu ơi, ông chủ tôi ông bị đột quỵ rồi cậu ơi. Cái gì? Cậu ơi. Ông chủ ơi, bà liên lạc với người nhà ông ta liền đi. Dạ. Mẹ kiếp, bọn chúng đang nhanh hơn mình một bước. Rời khỏi đi mau. Dạ. Ủa, Vũ, mà lại tưởng là con chưa về, con ăn uống gì chưa? À, con mới dậy, con chưa có đói. Không được, bỏ bữa như vậy là rất có hại cho sức khỏe. Nhà có rất là nhiều đồ ăn, con ăn gì để má xuống nấu cho nha. Thôi, để con ra ngoài ăn cũng được. Nè, con ngồi xuống đây đi, má có chuyện này muốn nói với con ngồi xuống đi. Mà có chuyện gì vậy má? Thì cứ ngồi xuống đi. Má hỏi thật, dạo này con có chuyện giấu má phải không?
Sao má lại hỏi con như vậy? Có người nói nhìn thấy con chơi ma túy, chuyện này là như thế nào? Chắc là có con nhỏ nào nói với má vậy đúng không? Má hỏi lại, chuyện đó có thật không? Con chưa bao giờ chơi cái thứ đó. Vậy thì tại sao người ta lại nói thế con sử dụng ma túy? Vậy là má tin con nhỏ đó hay là tin con? Con đừng có cao giọng với má. Không phải tự dưng mà cô bé đó lại đặt điều cho con như vậy được. Tại vì con nhỏ đó nó thích con mà con không thích lại, cho nên nó đặt điều nói xấu con. Có thật như vậy không? Nè má nhìn con nè, nhìn con có giống thằng nghiện ma túy không? Với lại con có bao giờ nói dối má chưa? Thôi được rồi, nhưng mà má nói cho con biết, ma túy là thứ rất nguy hiểm, con không bao giờ được đụng vào nó. Đừng có bao giờ để cho má phải lo lắng nghe chứ. Rồi con biết rồi, con đi đây. Vũ. Anh làm gì mà lâu quá vậy? Em đợi nãy giờ. Tao có chút chuyện trục trặc với bà già, mà cũng tại mày không đó. Đi đi anh. Ủa, nhưng mà tại sao lại là tại em? Mày hỏi con ghệ mày đó. Tao thấy nó hơi nhiều chuyện rồi đó. Ghệ em hả? Ừ. À trời ơi, nhỏ đó bạn học em thôi à. Ủa mà nó mét ông bà già anh hả? Ừ, nhưng tao thì không sao, chỉ lo cho mày thôi. Thôi kệ, mệt quá à, kệ nó đi, em cũng không quan tâm đâu. Vậy là đối thủ đã nhanh hơn ta một bước. Nhưng tại sao chúng lại biết ta nghi ngờ lão Phạm đã bán thông tin cho chúng mà khử lão? Chuyện này đối với chúng cũng không có gì là khó đoán. Nhưng có điều là em không ngờ chúng quá nhanh quá nguy hiểm. Lũ khốn này được lắm. Vậy là ta đã mất cơ hội để lật tẩy chúng. Các huyết mạch và chiến lược quan trọng của Tư Hổ đã bị đánh chặn, mối thù của chúng ta vẫn chưa trả được. Đã tới nước này rồi thì anh sẽ chơi bài ngửa với chúng. Anh hai vẫn đang nhắc tới Hoàng Phát. Chính xác, còn có thể là ai khác chứ. Hôm nay chính chúng đã gửi thông điệp châm ngòi cuộc chiến với ta. Chiều mai sẽ có cuộc đối mặt diễn ra tại đây. Không nắm được chui thì anh sẽ cầm lưỡi để chơi với chúng. Dù có phải đứt tay đi chăng nữa, chúng sẽ nghĩ đâm lén được mấy nhát là có thể thâu tóm được Tứ Hổ sao? Anh hai, em thành thật khuyên anh hai đừng giận quá mức khuôn, hỏng cả cơ đồ. Nhưng nhu nhược mãi tới chừng nào
Không lẽ để cho chúng núp trong bóng tối đầm lén ta cho tới khi thân phàn lực kiệt sao? Phải cho chúng biết rằng trong cái thế giới ngầm này, một khi đã dám vuốt râu hồng thì chúng nó phải trả giá. Không có gì bất thường hả anh? Vẫn chưa có gì hết. Có lẽ chúng ta phải chờ tiếp thôi. Dạ. Ly cà phê. Nghe nói tình hạn có hạn. Sẵn quá à. Tao mà tiếng nói. Đại chú, cảm ơn nha. Mẹ đi, làm tiếp. Mà sao thiếu người mà đại ca không kêu người thêm? Cái đó chuyện của đại ca, mày quan tâm làm cái gì? Làm thì làm đi. Mệt mà đâu có nổi đâu. Nhưng mà lè ngang hoài, gặp đâu cửa bây giờ. Cảm ơn. Là thằng tao hết gì. Dạ anh. Mọi việc vẫn ổn chứ? Dạ ổn. Từ hôm nay mày chuyển sang khu vực phía đông, tao đã chuyển thằng Mã sang khu vực khác. Tôi mày cần đảo vị trí cho nhau thường xuyên, vậy mới đảm bảo an toàn. Dạ. Còn nữa, khu vực đó giờ này đẩy hàng hơi chậm, mày cần phải rắn mặt hơn với chúng nó. Hàng mới chưa thấy về thì hàng tù mình cứ từ từ đẩy. Việc gì phải dội anh? Sao mày hỏi một câu ngu vậy? Không duy trì thị trường ổn định thì làm sao giữ được thị phần? Mà đã mất thị phần, nhập hàng về để bán cho ma hả? Đi làm việc đi. Dạ anh. Sao còn có hai thằng vậy? Dạ, hôm qua một thằng bị hàng đè, chân nó bị gãy rồi. Còn thằng kia, vợ nó đẻ, nó mới xin nghỉ đó anh. Thôi, xuống chợ đầu mối bốc hàng cho bà Ba Lý đi. Xuống dưới lấy ngựa ở dưới cũng được. Sao phải xuống chợ đầu mối hả anh? Bắt đầu hôm nay, mình qua khu vực phía đông. Đi. Đi nè. Dạ. Chạy xe đi. Các loại hoa và rau phát triển tốt không em? Dạ, cũng gần đủ cho dịp lễ lớn rồi chị. Chỉ còn hơn một tuần nữa là tới dịp lễ lớn rồi. Cho nên là em nên nhắc phải toàn kiểm tra thật kỹ chất lượng hàng nha. Dạ, chất lượng hàng vẫn luôn đảm bảo.
Không chỉ riêng Bảy Toàn kiểm tra mà em vẫn luôn thường xuyên kiểm tra chị. Chị yên tâm. Có em là chị yên tâm rồi. Dạ. Chúng ta ra ngoài đi ăn đi ha. Dạ. Cảm ơn chú. Việc sàng lọc và phân tích thông tin trên Facebook của Jenny Kim thế nào rồi? Có thu được kết quả gì không? Dạ, vẫn chưa tìm được mối quan hệ hay thông tin nào khả nghi. Vậy là ta vẫn chưa mở ra một hướng điều tra nào khác. Vào đi. Cô chào chú. Ừ, ngồi đi. Sao, có thu thập được gì không? Dạ, qua xác minh thì người đàn ông này tên là Phạm Lịch. Thường được gọi là Lão Phạm, 52 tuổi. Trước là một kỹ sư quá chất trong doanh nghiệp của nhà nước. Ông ta từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa. Bây giờ ông ta hành nghề tự do à? Đã tìm hiểu lý do về cái chết của ông ta chưa? Dạ, theo bà quản gia nói lại thì ông ta bị đột quỵ do bị bệnh suyễn ngay khi ông ta vừa về tới nhà. Trước đó ông ta từ đâu trở về nhà? Dạ, ông ta đi du lịch ở Đà Nẵng. Nhưng có một điều khiến con thắc mắc là tại sao ông ta lại lên cơn đột quỵ ngay trước lúc Đức Thư Sinh tới nhà để tìm ông ta? Rõ ràng giữa hai người này có mối quan hệ nào đó mà ta chưa biết. Rất có thể cơn đột quỵ của Lão Phạm hoàn toàn không phải là một chuyện ngẫu nhiên. Tại sao hôm nay là bọn này? Tôi cũng chưa hiểu nữa. Chỉ sợ là bọn nó thay đổi lộ trình. Đi. Hẹn chứ, hàng cả đống mà không ai kêu tụi mình làm hết. Ờ, sạch đôi tên ơi. Nay đổi tổ khác hả? Còn thằng Mã đâu? Tụi tôi không biết, sếp sai đâu thì tụi tôi làm đó thôi. Có hai thằng như vậy, chừng nào mới bốc xong hàng cho tao? Ít nhất á, cũng phải cho thêm một hai thằng nữa chứ. Bà chị yên tâm, tôi sẽ cho thêm người, đổ hàng đúng giờ là được chứ gì. Đã kêu thêm vài nữa vô đây phụ. Chạy lên. Ê, hai kia. Dạ. Đưa cái hàng lẹ lên. Dạ dạ, tới liền. Đi bao mày. Chạy lên, đi làm kìa. Lẹ đi. Dạ dạ. Chạy lên, chạy lên. Chạy lên. Chạy lên. Dạ. Chạy lên kìa. Dạ mẹ, muốn gì? Mày nói mày hỏi tao mày. Đánh cho tao mà. Nói đi đâu tới đây nè, hỏi mày nè, chết hả? Phải tắt kia, đang giành cái gì vậy? Hư hết hàng của tao bây giờ. Nó giành chuyện với tụi tôi kìa. Thôi chị Lý an tâm, để em lo. Chuyện gì vậy? Nó giành chuyện của tụi em đó anh. Nhưng mà em tới trước mà. Mày bóng đi. Dạ. Đâu tới trước mày giành cái gì? Biết mày. Dạ. Sao kỳ vậy anh? Anh, ai nói là em kêu mà? Nhưng cái thằng này nó to, nó mạnh khỏe hơn. Lấy nó vô tổ của chú luôn đi, để thế cho thằng què nó đập viện. Dạ. Lẹ lên. Lẹ lẹ lên nha. Nhanh, nhanh. Dạ. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên đi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Cuộc đời tôi như muôn nẻo đường, gập ghềnh gian khó đôi bàn chân.
không ngừng đi. Hành trang trên vai là một chút.